các bạn phường 11. B, B, C và B. Các bạn phường 11 lúc nào cũng đưa đáp án chậm và đưa đáp án khác. Và tất nhiên đa số sẽ thắng tiểu số. B là một đáp án chính xác, đó là thể thơ Lục Bát. 15 điểm tiếp theo sẽ được cộng cho quỹ điểm của các bạn phường 3, phường 7 và phường 14. Xin mời câu hỏi cuối cùng. Hãy cho biết câu thơ sao xuất xứ từ đâu? Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên bác. Tiếp tục, những điều này là chính xác khi nói về cầu Sài Gòn. Của Văn Hải Hùng 1, thi công từ 1968 đến 1971. Bộ đáp án đúng 5 điểm. Nói to lên, những điều nào là chính xác khi nói về tỉnh Long An? Tỉnh lỵ là Tân An. Tỉnh lỵ là Tân An. Tiếp tục. Tỉnh lỵ là Bến Lức. Tiếp tục, bộ đáp án đúng 5 điểm. Những điều nào là chính xác khi nói về bài hát đất nước? Của từ thơ Tạ Hữu Yên. Hát tác bởi em hát sẵn sống. Những điều này là chính xác khi nói về Nguyễn Trung Trực Vật 20 giây. B. Hành hình ở Rạch Giá. Xin giới thời vua Nguyễn Mạng. Lập chiến công trên sông Hậu Giang. Hai đáp án đúng 10 điểm. Kết thúc phần thi của phường 6. Và số điểm của phường 6. Hai câu trả lời, ba câu trả lời 5 điểm. Một câu trả lời 20 điểm và một câu trả lời mang về 10 điểm. Số điểm của phường 6 đó chính là 45 điểm. Xin chúc mừng các em.